không phải Linda sao? Người ở chung với cổ thì là bạn trai lần trước cô gặp à? Ừ. Không ngờ cổ cũng có thị trường chứ. Tôi thì chống không nổi. Miệng thì cắn Dư Gia Thăng một lòng một dạ, đằng sau thì mỗi ngày mỗi mới. Bác coi mình là cái gì đây? Marilyn Monroe. Ê, cô đi đâu? Đừng tưởng tôi sẽ giúp cô đánh người đàn bà đó. Anh tưởng tôi điên rồi sao? Nhưng mà tôi vẫn chưa biết. Ê, qua bệnh tính. Linda, có nhận ra tôi hay không? Tôi là hân thưởng của tạp chí Triều. Nhận ra, chị là bạn chung sở của Gia Thăng. Tôi có thể ngồi. Tự nhiên. Đây là mùi nước hoa gì? Quen thuộc quá. Vậy à, loại nước hoa mùi này rất ít người thích. Coi bộ cô Hân qua đây ngồi, không phải là nghiên cứu tôi sức loại nước hoa gì. Không đâu Linda, thật tình là tôi có nghiên cứu về loại nước hoa này. Tại vì tôi quen biết với một cô cũng sức loại nước hoa này, và cũng tài giỏi giống như chị. Tài giỏi mà chị nói là khiến cho đàn ông phải dở sống dở chết. Cô Hân, tôi với cô chưa quen thân tới nỗi phải chia sẻ lý lẽ kết bạn với cô. Linda, cô đừng coi tôi như là loại người bảo thủ. Thật ra thì tư tưởng của tôi cũng thoải mái. Bạn trai của tôi chưa chắc ít hơn chị, nhưng mà làm người thì phải có phẩm cách. Làm đàn bà là phải có cách điệu. Đừng để cho đàn ông vì mình mà phải bỏ bê sự nghiệp, như vậy là quá đáng. Chị muốn nói chuyện gì? Chị đừng nói với tôi là chị không biết Dư Gia Thăng từ chức. Chắc chị đã biết nguyên nhân. Đây là chuyện giữa hai chúng tôi, thật sự không có liên quan tới cô. À, Linda, đang gặp bạn bè hả? Coi như vậy. Xin lỗi quý thầy,